Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá hả à. Chừng nó làm sùm nó nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè. Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có tẻ là đủ. Trời ơi, trời. Tả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? À, dạ, em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình. Vậy đi. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ cơ bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp thay gương. Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mang xét nghiệm ung thư á. Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới nói coi chừng, cẩn thận. Hả? Sao vậy? Đừng rồi, bao nhiêu lần hồi hộp á? Chưa qua được hả? Chưa, qua được vậy đâu. Vậy thôi đi về nha. Qua được qua không? Qua nó la sùm, nó mệt lắm. Nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chị. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng từ quá. Từ từ con, từ từ con. Nhà mình có người lạ qua, con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho anh ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được giỏi, giống em không đám tính. Nhiều khi giống nhiều khi tờ sập xuống cũng đám tính. Kiểu không giống... đám tính chịu đựng giỏi. Đúng rồi, chịu đựng. Đây là tính tốt quá. Chịu cực chịu khó chứ làm từ sáng làm việc từ sáng tối thấy bình thường không thấy mệt. Kiểu mà ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu tại vì ở một mình đó. Ở mình đâu mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không, nhưng mà cảm xúc có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? À, đúng rồi, mình bỏ nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Muốn có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi. Ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ầm sùm tò nữa. Mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá hả à. Chừng nó la ầm sùm nữa nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè. Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có tẻ là đủ. Trời ơi, trời. Tả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á. Cho nên nó đỡ buồn. Trời ơi, thấy thương không? Nói chứ có người yêu có vợ phải chăm sóc nó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. À, dạ. Dễ thương quá, còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì trộm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được á. Dạ, cũng tạm thôi. Rồi gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì... nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi. Rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc. Bao nhiêu mối tình rồi? Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có nắm tay ai luôn. Trước 27 tuổi là Trang giấy trắng luôn. Trang giấy trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3 đó. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn nó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng dừng lại từ đó luôn.
Là có một mối tình một. Không, không, đó là mối tình đầu tiên. À. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao ạ? Nói chung là đối phương họ kiểu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng vậy đó. Ừ. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bả bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình nhà mình chăm bả không? Thực ra không ảnh hưởng, chung là lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok. Anh Quang coi nhà gái sao? Rồi chào em gái. Thằng trai bên đây rất là dễ thương ha. Con nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được, nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều, cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình, nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cứ cần ngồi đó, người vợ cứ cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con vậy ta. Khi mình yêu ra rồi mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Trời hay quá. Ơi. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng nữa, em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu mình thích rồi thì cũng không quan trọng. Rồi cái ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi bạn cho ý kiến rồi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương, ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ, tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em và những người bạn. Cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm gì tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con, chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Dạ. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được, qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây làm việc đi. Ở đây. Đúng rồi. Mình có món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp với làn da của bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống, một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ, cảm ơn bạn. Đợi mình. Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết, nhiều khi cũng thấy ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giống bản thân mình chẳng sao được, nhưng là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi gì đó. Đến với chương trình Bạn Mối Hẹn Hò thì giống như mình cũng
muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn từ đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi thì nên mình mới tìm đến bạn muốn họ, chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong mà họ quen mình xong họ bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi đó. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thật sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào. Dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nữa, thấy chưa? Tự nhiên dướng này đây không làm ăn gì được hết trơn. Mình khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xin chào đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, em chung là em khát khao có một gia đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, thì em chung em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng rồi, nếu không buông nha. Nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng là bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ, nó mình gọi là mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không? Kiểu mà nhìn người thích luôn á. Trái tim rung động không? Nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình nên mình hát bài chung tình. Lời thơ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhuộm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, thì mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để cho nhau cơ hội, chứ phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3. Hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Giúp bóc thăm trúng thưởng. Nào cũng em bé hết á. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, lần một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Miền Đông tham ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bánh Cần Thơ. Yo. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ
cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em hôm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh viện không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà. Không có thời gian làm chồng. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Này, ngon ngon đó, ngon. Đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? À, em ai sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi vậy là lấy vợ vậy có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy em làm em góp em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn. Làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em có hút thuốc á. Với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn đó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á. Giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là những cái ấy thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già, đụng chạm người đó đó mới già nè. Hả? Đó đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à, trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quyền Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Thì tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn? Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa? Quá cũ rồi. Quá cũ xem luôn. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, quen mình mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo em nói dữ đi mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi là giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Học đi. Em học ngành y vô bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá. Đó là nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình mà chia hai mấy năm cũ quá cũ luôn. Quên luôn. Không có chuyện người yêu cũ người yêu mới đâu. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh, bây giờ nè mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình,
không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét luôn, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ, là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, với lại cái lăng nhăng tâm là... nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành ơi, em tâm em có, tâm năm em tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho quan tâm bạn, hả? Bạn gái mình là khác. Rồi, em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không biết không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Còn bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Ờ, mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu nhiều người thích chi sao? Hồi hồi đừng xui. Bà mối này thiệt. Xui dại không? Làm mối mà dành mối. Chứ ông mắc cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm đó nha. Mình đi với ai? Dạ em đi với dì của em. Dì à? Dì ruột? Dì Út dạ, hả? Dạ, dì Út. Dạ, chào dì. Xin chào Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dì Út thấy nhà trai sao dì Út? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Là thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi. Cảm ơn dì Út. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình của Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay á mà bạn gái hôm nay cô thấy cũng được. Xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này làm cái cầu nối mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ngon lành. Bán vé máy bay cấp 1 á. Rồi cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia? Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần, giặt áo cho con cái thì được. Trời ơi, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp, mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m15 trở lên được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi tí. Anh dạ. Em bông. Ừ mà em đừng cầm dơ lắm. Để em cầm luôn. Bên đây dạ. À, bên đây, bên đây à. Cảm ơn anh. Đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng. Có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách và nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để Quân. Dạ, dạ, đây đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là anh cũng nói anh ở Thủ Đức vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À khu lịch Suối Tiên. Ở, mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng gần rồi, đúng bệnh rồi viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại trời à, ơi. Em làm trong khu công nghệ cao á. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Em mới đi ngang bên đường đó có phiên trường mà. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em
Em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau, nếu mà hợp thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ, anh thấy em sao anh vậy ạ? Dạ anh thấy em sao ạ? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta có... Thấy được, xinh đẹp người kia nè. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? À, vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Dạ, ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ dạ. Chồng ấy nè. Đó bà nội lo. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chú đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh bờ quanh đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay nhưng mà thôi. Anh nghe là được đến rồi. Đến theo chương trình thì em cũng hát một xíu thôi dành cho khán giả trong trường quay, rồi cũng như là nhảy em đâu biết nhảy nhiều đâu. Thầy biết bạn hát. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. Yo. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Hay quá. Em mà hát một xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, mà dễ thương quá. Em về nhà em vui em cười. Anh xẻo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạch anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi hả? Hả? Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ dạ. Cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. 3 bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức. Đó, nắm tay nhau đi. Chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? Anh nắm tay em cái nè. Đó, vậy đó. Đang tay vô. 20 mấy năm rồi chưa nắm tay phụ nữ. Mình cảm giác như sao Quân? Lâu lắm rồi cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên. Tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống vậy, hiểu không? Hỏi gì má đi. Con dâu má nè, thấy không? Mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á thì cho con hết ế, chứ 40 mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À,
Cô đã làm chính sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Lo trước lo sau vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi, mình an tâm. Rồi em gái cảm nhận của em thế nào? Dạ hả, em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại, dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi em ơi, được rồi. Được, nắm tay vậy được rồi nè. Được không? Được rồi. Rồi em hùng tay đây. Dạ. Hửi hửi, không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ.